Sang bên kia đứng nhận hòa. Sang bên
สองใบคุยเจ้าขวัญ
Thank you.
sau khi chúc mừng em xin đội 2 đã hoàn thành xong phần thi của mình. Các vị xin đội đồng đội chuẩn bị để tiếp cận sân bãi. Vâng, ban tổ chức chúng tôi thông báo cho các đơn vị đã thi xong và chưa thi, chúng ta cho các em về nghỉ ngơi trước để chuẩn bị cho tối văn nghệ. Ban giám khảo vẫn đi chấm giải bình thường và không yêu cầu các em thiếu niên phải ở lại trang. Chúng tôi xin thông báo lại, ban tổ chức chúng tôi thông báo cho các đơn vị đã thi xong và chưa thi, cho các em về nghỉ ngơi trước để chuẩn bị văn nghệ. Ban tổ chức, ban giám khảo vẫn đi chấm giải bình thường và không yêu cầu các em phải ở lại trang. Chào ngoan Bác Hồ. Dưới sự dẫn dắt của các anh chị đoàn hoạt động như dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, rèn luyện kỹ năng của người đội viên, tham gia các hoạt động thể dục thể thao là hành trang để các em bước vào năm học mới. Chúc các em đạt được kết quả cao trong hội chạy này và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho các em. Mệt mỏi quá. Chị mới sắp về của em. Đúng rồi, đúng rồi.